chào anh chị em các bạn, chào các đồng chí cũng như các bạn dễ thương của Lợi Minh. Các bạn là những người ủng hộ Lợi Minh. Lợi Minh rất là cảm ơn, rất là vui khi được sự ủng hộ của rất nhiều anh chị em các bạn trong và ngoài nước. Hôm nay có một cái đề tài rất là hay, Lợi Minh muốn live stream để chia sẻ với anh chị em các bạn về vấn đề mà tự do ngôn luận và dân chủ. Các bạn thấy nếu những ai mà những người mà ở Mỹ đó, xin chào anh chị các bạn lần nữa nha, các bạn đang xem tin tức hiện nay nó rất là nóng bỏng. Anh chàng này có cái cửa hàng tên là Papa John, anh ta bán pizza. Tôi nói về vấn đề tự do ngôn luận và nhân quyền ở cái mức độ mà gọi là dân sự thôi đó anh chị các bạn, chưa nói vấn đề mà chính trị đó. Anh này là một cái cửa hàng, một cái chủ nhà hàng bán pizza. Anh ta bắt đầu từ một sự nghiệp rất là vất vả và nghèo khổ, cái khởi nghiệp của anh ta đó. Và hôm nay các bạn biết, mấy hôm qua anh chỉ cần một cái buổi nói chuyện thôi, anh ta lỡ lời nói một cái câu nó có vẻ hơi tục tiểu một chút, mà các bạn biết anh ta phải xin lỗi cả dân Mỹ. Phát biểu một cách, nó chỉ một cái câu mà lỡ lời mà thô tục thôi đó, các bạn thấy cả một cái sự nghiệp của anh ấy, anh ta phải từ chức, cách phải từ chức mà không tiếp tục bán trong cái mặt hàng Papa John nữa. Các anh chị các bạn thấy tự do dân chủ nhân quyền về mặt dân sự đó, không phải muốn nói về gì là nói, không phải ý là mình lên trên mạng hay là mình xuống đường mình muốn nói phát biểu làm sao là phát biểu đâu, nhất là người của công chúng nữa, cần phải phát ngôn làm sao cho nó chuẩn. Anh chị em các bạn thấy đó. Đấy. Cho nên đây là một cái trường hợp rất là cụ thể mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em các bạn thấy vấn đề mà luật pháp của một đất nước như Hoa Kỳ. Đấy. Nó không có giỡn mặt được. Thằng Mỹ nó nắm mấy thằng có tóc. Đấy. Một người mà đại diện cho quần chúng nhân dân đó, cho số đông đó, là cần phải có một cái sự chuẩn mực. Chứ không phải kiểu như dân chủ Việt Nam mà hiện nay mà ai muốn nói gì nói, ai muốn kéo xuống đường la lối thì sao thì la lối, muốn biểu tình làm sao thì biểu tình, bạo loạn thì làm cách nào cảm thấy hài lòng là làm. Đấy. Một chỉ có tôi nghĩ là những cái sự việc xảy ra ở Việt Nam thì nó chỉ có ở Việt Nam thôi. Bởi tôi nói các bạn đang sống và hưởng được hưa thưởng một cái nền dân chủ rất là tốt ở trong đất nước Việt Nam. Luật pháp của Hoa Kỳ mà áp dụng trên đất nước Việt Nam, tất cả các anh chị em các bạn chỉ có ngồi đó mà khóc mà kêu trời thôi. Tôi nói với anh chị em các bạn biết, sau cái biến cố 911 là cái biến cố, theo cái biến cố đó, nước Mỹ nó thay đổi rất là nhiều về vấn đề an ninh, về vấn đề trật tự và những cái an ninh trật tự trong cái mô hình xã hội của Mỹ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Các anh chị các bạn thấy nó thay đổi rất là nhiều, nó quán xuyến và chặt chẽ và bảo vệ và theo dõi người dân rất là chặt chẽ. Cho nên cái vụ bạo loạn vừa rồi xảy ra ở Việt Nam, tôi mong rằng, tôi xin gửi đến các cơ quan nhà nước Việt Nam rằng hết sức là cần phải tu chỉnh lại bên cái Bộ An ninh Việt Nam để chống lại những cái luận điệu xuyên tạc, những cái tin tức giả mạo, những cái tuyên truyền nó láo phét và nó bịp bợm, nó gây ảnh hưởng không tốt tới người dân, nó gây ảnh hưởng không tốt tới một cái xã hội. Một đất nước tự do, dân chủ, nhân quyền nó cần phải có một cái khuôn khổ pháp luật rõ ràng, và cần pháp luật cần phải được thượng tôn, chứ không phải mà hiện nay giống như những cái đám mà linh mục tụi nó sử dụng cái tôn giáo làm cái liều thuốc phiện ru ngủ lòng người. Tôi thấy đây là một cái điều rất là sai trái của những thành phần mà lợi dụng tôn giáo để làm những cái muốn phá hoại cái công cuộc đổi mới đất nước. Đây là một cái sự việc đáng tiếc. Hiện nay thì tôi thấy rằng chính sách đối ngoại của nhà nước Việt Nam mình phải nói là rất là mềm dẻo.
nhất là trong cái cuộc bạo loạn vừa rồi. Và như các bạn đã thấy, những người Việt Nam khi mà họ đi qua Mỹ mà họ sống, họ còn chưa hiểu hết những cái luật pháp của Mỹ. Khi vướng vào những cái luật pháp của Mỹ, họ rất là sợ hãi. Tôi cũng lấy làm tiếc cho cái thằng William Nguyễn, nó hành động rất là ngu xuẩn. Các bạn thấy một cái tương lai sự nghiệp của nó bây giờ coi như là mịt mờ rồi, thằng đó coi như là không còn gì hết. Các bạn thấy một cái tuổi trẻ, một cái tương lai sáng ngời của mình chỉ vì những giây phút bồng bột và sai lầm, lỡ chân, lỡ bước thì coi như là đời tàn, không còn gì hết. Các bạn thấy trên cái nước Mỹ cũng vậy. Tại vì sống ở Mỹ, nếu mà theo dõi mà hiểu biết về pháp luật thì các bạn sẽ thấy rằng pháp luật của Mỹ nó rất là cứng rắn, chứ không phải giống như Việt Nam mình đâu. Không phải như kiểu mà muốn nói gì nói ở trong tòa, thì muốn la làng la xóm thì cứ ở trong tòa la sùm lên đâu. Các bạn biết tôi làm ăn ở bên Mỹ này, tôi biết tôi dựng những phiên tòa rất là nhiều. Ra ngoài tòa án cũng vậy, nó có một cái sự tôn nghiêm trật tự rất là rõ ràng. Khi mà ông tòa hay bà tòa, cái người tòa án á, mà họ bước ra cái văn phòng mà xử án đó, là tất cả mọi người đều phải im lặng, là phải đứng lên chào, là phải im lặng hết. Và hai bên thì phải có người đại diện để mà chống án hay là kêu án. Nó có một cái trật tự rất rõ ràng. Chứ không phải như kiểu Việt Nam mình, tôi thấy xử án đồ cũng vậy. Nó theo một cái nhân văn của người Việt của mình, cái văn hóa của người Việt của mình nhiều hơn. Nó uyển chuyển nhiều hơn, nhiều khi nó mang tính cách nhân đạo cũng nhiều hơn. Các bạn biết Mỹ thì nó không có, trong pháp luật của Mỹ nó không có nhân đạo trong đó. Trong pháp luật của Mỹ là nó chỉ có 1 + 1 = 1, 2 = 2. Nên các bạn thấy như tôi đưa ra câu chuyện hôm nay, bởi vì tôi thấy trên tin tức Mỹ, tôi thì nói chung hàng ngày tôi đi đâu, ngồi xe hay bất cứ đâu, tôi cũng mở tin tức lên tôi nghe để mình biết chung quanh mình nó xảy ra những cái gì. Đấy, ngay cả một cái anh mà có cái một cái tên mà Papa John đó, tôi nói mà những người ở Mỹ sẽ biết cái thương hiệu Papa John rất là nổi tiếng. Anh này trở thành một đại gia, một thương gia rất là giỏi. Các bạn thấy chỉ vì phát ngôn một cách bừa bãi một chút xíu thôi thì anh ta phải xin lỗi cả một cái đại quần chúng và phải xin từ chức và không còn nắm trong không còn nắm trong cái chức vụ của Papa John nữa. Tại vì cái chủ nhà hàng của anh ta rất là lớn. Cho nên tôi thấy rất là hay, tôi muốn chia sẻ về tính cách mà dân chủ và dân quyền và tự do và ngôn luận của Mỹ cho các bạn thấy rằng pháp luật của Mỹ nó rất là cứng rắn, chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Các bạn thấy ngay cả trường hợp của Minh Béo cũng vậy. Ở Việt Nam thì có thể bỏ tiền ra chạy trọt hay là mua quyền, mua chức, mua luật pháp như vậy. Nhưng mà ở Mỹ khi Minh Béo mà vướng vào cái luật pháp Mỹ, các bạn thấy tốn gần cả $100,000 chứ không phải giỡn, và bị trục xuất vĩnh viễn ra khỏi nước Mỹ. Các bạn thấy pháp luật của Mỹ nó căng lắm. Nhiều khi có những cái trường hợp đau lòng của những người Việt mình ở trên đất Mỹ cũng vậy. Các bạn lên mạng, các bạn đánh ở trên Google, có một phụ nữ người Việt chỉ cầm một cái con dao bức xúc trong cái câu chuyện gia đình gì đó, mà thằng Mỹ bà ta chỉ song song tới thôi, thằng cảnh sát nó quất bả nằm đo đất luôn. Các bạn thấy có những cái trường hợp nó rất là thương tâm. Luật pháp Mỹ nó hành xử nó không có nhân đạo trong đó. Nhất là cảnh sát Mỹ vậy, nó hành xử về luật pháp đó, rất là thẳng tay, chứ không phải như công an Việt Nam rồi khi các bạn phạm luật rồi mình phạm luật mình bị người ta bắt rồi năn nỉ. Năn nỉ không được thì bắt đầu chửi, mà trả tiền xong rồi hối lộ công an xong rồi cũng chửi, quay phim lên mạng chửi.
tôi thấy nó rất là vui khi tôi về Việt Nam mà tham gia giao thông cũng vậy. Nhiều lúc tôi đứng đó tôi cũng thấy tôi tức cười. Tôi thấy cái cách hành xử về pháp luật của người Việt của mình nó buồn cười lắm. Bởi vì các bạn thấy hiện nay thì rất là nhiều người ngoại quốc đó, ngay cả người Mỹ, tôi cũng có một số người bạn tôi chơi với Mỹ không tôi biết, nó thích qua Việt Nam lắm. Nó nói đời sống của cái người dân Việt Nam của mình đó, cái luật pháp đó, nó rất là dễ và nó rất là vui, con người thì rất là gần gũi. Mà pháp luật thì nó rất là mềm dẻo chứ không phải giống như ở Mỹ. Mỹ các bạn thấy dù là người ngoại quốc mà đến nước Mỹ mà phạm luật, phạm tội cũng vậy, nó quất tới bến, nó quất thẳng tay. Chứ không phải giống như Việt Nam của mình còn nhiều khi nhân đạo hay là trục xuất thôi. Tôi mong rằng cái sự kiện của thằng William Nguyễn, nhà nước mình sử dụng, xử nó một cách mạnh tay, thật là mạnh tay, để đặng mà răn đe những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại, để tụi nó lợi dụng cái vấn đề mà dân quyền, dân chủ ở Việt Nam để nó xuyên tạc và phá hoại cái công cuộc đổi mới phát triển đất nước. Khi tôi thấy cái gì hay thì tôi live stream để chia sẻ với anh chị các bạn, để anh chị các bạn thấy được những cái thực tế, những cái xã hội nó xảy ra chung quanh ta. Và hiện nay Việt Nam mình là một quốc gia ngoại giao, mình ngoại giao hình như mình ngoại giao, tôi biết là cả gần 200 quốc gia chứ không phải là ít hơn, cho nên mình cần phải cập nhật những cái thông tin quốc tế, những thông tin của nhiều quốc gia để mình nắm rõ và mình hiểu biết nhiều hơn. Chứ không phải mình so sánh là Việt Nam phải như thế này và tại sao không giống Mỹ hay giống Thái Lan hay là Philippines hay là Lào hay là Campuchia. Việt Nam mình là Việt Nam mình, nhưng mà ở đây tôi muốn so sánh là cái sự khác biệt về văn hóa, về luật pháp, về cách hành xử. Tôi có cơ hội tôi sống ở trên đất Mỹ này thì tôi muốn chia sẻ những cái hay, những cái mặt trái và mặt phải của một cái xã hội Hoa Kỳ, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu và học hỏi, và để mình không bị những cái thành phần mà chống cộng cực đoan tụi nó lừa việc. Đại đa số các bạn thấy những thành phần mà nói là bao que xỏ lá, tôi gọi tụi nó là bao que xỏ lá bên Mỹ này, tụi nó chỉ là những thành phần lừa bịp, không đừng bao giờ tin tụi nó. Các bạn mà tin tụi nó chẳng khác nào mà gieo chứng cho ác. Tôi sống với tụi nó, tôi biết hơn 30 năm rồi, tôi biết những con người của tụi nó rất là quý quý. Nó không phải giống như các bạn ở trong nước nghĩ, mà những thành phần đó nó có thể đem lại hòa bình, độc lập hay là tự do hay là dân chủ đa nguyên đa đảng. Tụi nó chỉ đem lại sự đổ máu và loạn lạc. Những cái thành phần này toàn là những cái thành phần ô hợp, rất là ô hợp. Các bạn thấy khi tôi nói lên cái tiếng nói mà sự thật ở trên cái đất nước Hoa Kỳ là tụi nó nó nhảy lên như nó nhảy dựng lên như một bầy chó điên. Nó hù tôi cho lắm thì cuối cùng làm được gì đâu. Các bạn thấy rất là nhục nhã, nó kéo cả một cái lũ cộng đồng nó kéo ra ngoài đó. nó thừa lợi minh, nào là trục xuất lợi minh, đã đảo lợi minh. Các bạn thấy nhục nhã kéo một lũ ra rồi đó, rồi lên YouTube làm đủ lắm trò, rồi cuối cùng nghĩ về làm sao. FBI quốc cha nó ca cha con được, nó vô tới bến luôn chứ, nó đụng tới luật pháp, nó đụng tới tôi là đâu phải là chuyện giỡn đâu. Mà tôi làm, tôi đóng thế cho Mỹ, tôi sống trên đất Mỹ, tôi tuân thủ cái pháp luật của Mỹ, tôi đâu có ăn hết của ông cố nội cha nó đâu. Nước Mỹ đâu phải của ông cố nội cha nó để lại cho nó đâu, mà nó lộng hành đến độ như vậy. Bởi vì mấy cái thành phần mà chống cộng ở hải ngoại toàn là một cái phường ô hợp. Các bạn hết sức bình tĩnh và hết sức khôn khéo để nhìn nhận
đâu là sự thật, đâu là đúng sai. Chỉ có cái sức mạnh là đồng đô la của tụi nó ở hải ngoại khi nó mang về Việt Nam thôi, chứ ngoài ra tụi nó cũng chẳng có cái gì. Còn những người mà kiều bào người ta yêu nước, những kiều bào mà người ta chân chính, những người mà trí thức, kiều bào trí thức, các bạn thấy người ta thầm lặng, người ta trở về với Việt Nam, người ta cống hiến những cái tài năng, người ta cống hiến những cái sự hiểu biết của người ta cho quê hương đất nước Việt Nam thầm lặng. Tại vì các bạn chịu khó tìm hiểu, các bạn sẽ thấy họ thầm lặng lắm, họ không có ồn ào đâu, không có vẽ ta đây, họ sống rất là khiêm nhường và khiêm tốn. Tại vì người ta đã sống ở những cái nước hải ngoại giống như Hoa Kỳ, các bạn biết nó tôi luyện cái con người, nó tôi luyện cái con người trở thành những người tài giỏi, chứ không phải như, nhưng nó thải ra ngoài xã hội những cái thành phần ô hợp, như cái đám bao que xào lá mất dạy, cái đầu cái lũ đó, cái lũ ô hợp, nói tới nó là thấy nóng cả người nó kéo nhà cả một lũ, các bạn thấy nhục nhã, lên mạng đồ làm dữ dằn lắm, kéo nhau ra một cái thành phố có chút xíu một cái thành phố mà có một cái square mile thôi các bạn, một cái square mile thì một cái square mile thì nó một square mile nó hơn cây số 6 vuông đó, thì các bạn tính ra cái thành phố có chút xíu mà nó đem ra nó dọa cả tôi nữa chứ. Nó nghĩ là những người mà nhẹ bóng vía có thể sợ nó. Các bạn thấy vấn đề dân chủ nhân quyền nó không phải giống như là ở Việt Nam, các bạn muốn nói gì nói, làm nhiều khi nhà cơ quan cán bộ nhà nước xuống mà giải thích những cái nan đề, dân còn lấy nước phân cứt heo tạt vô mặt cán bộ, tôi bó tay luôn. Tôi xem ở trên tin tức Việt Nam á, tôi thấy cái cách hành xử về pháp luật của dân Việt Nam mình trong nước còn yếu kém lắm, còn rất là yếu kém. Cho nên cái sự việc bạo loạn vừa rồi ở Việt Nam, tôi mong rằng đó cũng là một cái bài học, là một cái sự thức tỉnh của ngành chức năng Việt Nam, cần phải ổn định lại vấn đề an ninh trật tự xã hội, cần phải có một cái ban gọi là ban an ninh. Cũng như Mỹ sau khi mà biến cố 911 đó, nó siết chặt dân sự lại, nó lập lên một cái ban gọi là ban an ninh, Homeland Security, và nó siết chặt, nó theo dõi về người dân, không nên quá ỷ y, không nên quá tự tin, không nên ngủ quên trên chiến thắng, nhất là quá tự tin về những cái thành phần mà kêu gọi hòa hợp, hòa giải. Nghị quyết 36 vậy là đủ rồi. Hòa hợp, hòa giải chỉ là một cái đưa mình đưa ra, mình có thiện chí, nhưng mà tụi nó xây tường ngăn cách thì làm cái gì, nó cũng chẳng có ích lợi gì, tốn kém hay gì để tiền của đó, làm những cái chuyện khác nó có lợi hơn. Thôi đi chào anh chị các bạn nha, đi chợ một chút, tại vì đang nghe tin tức thấy rất là thích thú về những cái câu chuyện mà cái anh chàng mà Papa John, cái anh chàng mà pizza, anh bán pizza đó bạn biết, Papa John đó. Vì những cái phát ngôn của anh ấy đã làm cho dư luận người ta phải bàng hoàng, chỉ vì một cái câu nói nó thiếu cái tính cách mà nhân văn, nó hơi thô tục một chút thôi. Hello anh Danny, xin chào anh chị các bạn nha, hẹn gặp sau. Anh Danny có xem cái vụ tin tức của Papa John không? Nó lên tin tức headline luôn á. Cái thằng đó nó phát biểu ở trên trong một cái cuộc họp tập hợp ba họp á. Thôi thì chào anh chị các bạn nha, hẹn gặp các bạn sau nha. Xin chào, chào tất cả, chào anh Bằng, chào mọi người nha.